Bản tin VOA Express, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam, ngày 22 tháng 10, 2016. Trà My kính chào quý vị. Bộ Công Thương liệt kê các công ty có nguy cơ gây ô nhiễm. Linh Mục dẫn đầu vụ kiện tập thể chống lại Formosa, cương quyết không bỏ cuộc. Nước mắm Việt Nam có an toàn. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Bộ Công Thương Việt Nam vừa công bố các công ty có nguy cơ gây ô nhiễm, trong đó có 7 dự án, nhà máy thuộc các tập đoàn tên tuổi của Việt Nam. Danh sách bao gồm một số nhà máy thuộc các tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, dự án Alumin Nhân Cơ Đắk Nông và một số dự án mỏ sắt, khai thác đồng của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên của Tổng công ty Thép Việt Nam, khu công nghiệp của Tập đoàn Dệt may Việt Nam và nhà máy giấy Bãi Bằng của Tổng công ty Giấy Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban nghiên cứu kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, hoan nghênh việc này và hy vọng một thiện ý thật sự bằng những quyết định tiếp theo, chứ không chỉ dừng lại ở việc công bố rồi bỏ qua. Thì đấy, tính toán lại xem với chi phí để bảo vệ môi trường bỏ ra thì những dự án như vậy liệu có còn khả thi hay không, để rồi có quyết định khác, ví dụ như dừng lại chẳng hạn, hoặc thậm chí là lùi hẳn lại để bao giờ có điều kiện làm tốt hơn hoặc là nhu cầu thực sự cần thiết hơn thì hãy làm. Tôi nghĩ là nếu mà làm tới được như vậy thì rất tốt. Theo chuyên gia Phạm Chi Lan, đã đến lúc Việt Nam không cần nhận bừa bất cứ dự án đầu tư phát triển nào, mà chỉ nên chọn những dự án thân thiện với môi trường, như lời cam kết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là không đánh đổi môi trường, lấy lợi ích kinh tế, để tránh các thảm họa ô nhiễm như Vedan, Formosa. Bất chấp những đe dọa và cản trở, người dẫn đầu vụ kiện tập thể chống lại Formosa cương quyết sẽ không bỏ cuộc trên con đường gian nan tìm công lý, đòi thủ phạm đầu độc biển miền Trung phải cút khỏi Việt Nam và đền bù thỏa đáng cho hàng chục ngàn ngư dân Việt bị ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa môi trường. Linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An, hôm 18 tháng 10 dẫn dắt 1.000 người trở lại tòa án thị xã Kỳ Anh ở Hà Tĩnh, nơi tọa lạc trụ sở công ty Formosa, để khiếu nại việc tòa trả lại 506 đơn kiện của ngư dân đệ nạp cuối tháng 9, đồng thời yêu cầu tòa nhận lại số đơn này và 100 đơn kiện mới. Dù chuyến đi khiếu kiện tập thể lần hai bất thành vì những sách nhiễu từ nhà cầm quyền và người phát pháo lệnh đi đầu đang bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị chế tài, nhưng vị quản xứ dấn thân vì người nghèo này khẳng định: qua đó mọi người cũng có thể thấy được cái bộ mặt thật của chế độ, và đó cũng có thể là chất xúc tác để rồi sẽ có một cái cuộc thay đổi về phía nhà cầm quyền, mà còn cả thay đổi về cả người dân, về nhận thức. Chúng tôi có thể biết được rằng chúng tôi phải trả giá, nhưng chắc chắn một điều, không phải vì điều đó mà chúng ta phải chấp nhận cúi đầu. Nếu giết một phong trào thì sẽ có nhiều phong trào đứng dậy. Nếu giết một người đấu tranh thì sẽ sinh ra hàng ngàn người đấu tranh khác. Toàn bộ cuộc trao đổi với Linh mục Đặng Hữu Nam có trên voatiengviet.com. Sau khi Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Vinastat công bố kết quả khảo sát cho thấy gần 70% mẫu nước mắm có hàm lượng thạch tín quá mức, một cuộc tranh luận bùng ra về việc liệu nước mắm của Việt Nam có an toàn hay không. Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ Y tế Nguyễn Huy Hoàng cho VOA Việt ngữ biết về điều gây tranh cãi trong nghiên cứu này. Theo cái quy chuẩn của Bộ Y tế ban hành thì cái hàm lượng arsen này ấy, là với cái hàm arsen hữu cơ tức là an toàn cho người sử dụng. Thế còn arsen vô cơ thì mới không bảo đảm an toàn. Ở đây đấy có cái vấn đề là công bố đấy không minh bạch rõ ràng. Cái vượt quá đây là nó là arsen hữu cơ ở trong cái nước mắm sản xuất truyền thống từ lâu đời của Việt Nam ấy, thì cái đấy nó an toàn cho người sử dụng. Thế còn không phát hiện ra cái mẫu nào mà nó có hàm lượng kim loại nặng là cái arsen vô cơ. Năm hiệp hội nước mắm đã yêu cầu đánh giá mức độ gây thiệt hại của thông tin mà Vinastat công bố đối với ngành sản xuất nước mắm truyền thống, trong khi Vinastat khẳng định khảo sát được thực hiện khách quan. Hàng năm người Việt Nam tiêu thụ khoảng 200 triệu lít nước mắm, nhưng chỉ 1/4 số này được sản xuất theo phương pháp truyền thống, phần còn lại theo phương pháp công nghiệp kèm theo các loại phụ gia và chất bảo quản. Bộ Y tế cho biết đang tiến hành kiểm tra độc lập các mẫu nước mắm trên thị trường và dự kiến công bố kết quả vào ngày 22 tháng 10. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì thạch tín vô cơ có nồng độ độc tố cao và nếu bị phơi nhiễm với chất này trong một thời gian dài qua nước uống hay thức ăn thì có thể gây ung thư cùng các căn bệnh về da. Một nhóm bạn trẻ cấp tốc tự nguyện chạy vào ngay vùng tâm lũ miền Trung để cứu trợ các nạn nhân đang chơi vơi giữa mênh mông biển nước sau khi nhà máy thủy điện Hố Hô, Hà Tĩnh xả lũ cứu đập, gây thương vong và nhận chìm nhiều khu vực cư dân rộng lớn.
Một ngày sau khi nước lũ tràn xuống hạ nguồn, nhóm các nhà hoạt động xã hội dân sự ở Hà Nội từng được biết đến qua các cuộc xuống đường chống Trung Quốc đã có mặt tại rốn lũ Nhiêu Khê, Hà Tĩnh, mang theo lương khô, thuốc men, nước uống, tiếp tế khẩn cấp cho bà con ở những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ bằng một lời kêu gọi trên Facebook, nhóm thiện nguyện này đã quyên góp được hàng trăm triệu đồng, chuyên chở những tấm lòng hảo tâm đến với đồng bào đang gặp nạn tại những nơi chưa ai đến. Chị Mai Phương Thảo với nickname trên Facebook là Thảo Teresa, một thành viên trong nhóm, cho biết. Trước mắt mình là mênh mông, trắng xóa hết. Ở nơi mình đi qua là không thấy nóc nhà, chỉ thấy ngọn tre thôi. Không có nước, không có nước sinh hoạt. Bởi vì là bể nước cứ là ngập ngụa hết rồi. Rồi là vệ sinh nữa trước là tràn hết ra ngoài, kinh khủng. Thì vô cùng. Nhưng mà một cái điều cảm thấy bức xúc nhất là mấy ngày trời như vậy, không có một cơ quan chức năng hỏi han ấy. Mà họ có quân đội, có công an, họ đủ phương tiện, thuyền bè, có thể họ di chuyển được đến cái vùng nơi như thế. Nhưng không hề. Chị Thảo nói nhóm chị sẽ quay lại tiếp tục công tác cứu trợ và kêu gọi mọi người quan tâm san sẻ. Trong khi đó, cộng đồng người Việt hải ngoại cũng đang phát động chiến dịch quyên góp hỗ trợ cho đồng bào miền Trung, kiện Formosa và những nạn nhân đang chống chọi với lũ. SBTN, đài truyền hình Việt ngữ lớn nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại, có trụ sở chính tại bang California, chủ nhật tuần này sẽ mở cuộc vận động xuyên quốc gia đồng loạt trên sóng truyền hình và trên các trang mạng xã hội hướng về các nạn nhân miền Trung trước đại nạn nhân tai vì xả lũ và vì ô nhiễm Formosa. Chúng tôi xin kêu gọi tất cả người Việt Nam của chúng ta khắp nơi trên thế giới cùng nhau đóng góp một bàn tay hướng về miền Trung để cứu những nạn nhân bạo lực đang trong cơn hoạn nạn này. Và chúng ta hãy cùng nhau đóng góp tài chính, tinh thần cùng với những người đồng bào đang là nạn nhân của môi trường có số tài chính để đi tìm công lý và kiện Formosa ra khỏi Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Ông Trúc Hồ cho biết, chương trình ca nhạc gây quỹ giúp miền Trung lần này sẽ kéo dài từ 3 tới 4 tiếng cùng lúc trên kênh TV, trang YouTube và Facebook của SBTN, phát trực tiếp trong ngày Chủ nhật, sau đó được phát lại rải rác suốt tuần để tạo điều kiện cho người Việt khắp nơi tiện theo dõi và ghi lại thông tin đóng góp. Vẫn theo nhạc sĩ Trúc Hồ, số ngân quỹ thu được sau đó sẽ được chuyển cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập và các tổ chức tôn giáo có uy tín trong nước, giúp phân phối tận tay nạn nhân. Bất chấp những phát biểu ồn ào của tân tổng thống Philippines, người dân nước này vẫn ủng hộ việc Philippines nhận viện trợ quân sự của Mỹ, theo các cuộc thăm dò và các cuộc phỏng vấn tại Philippines mới đây. Một số công dân Philippines lo ngại về đề nghị của tổng thống Duterte là sẽ tham gia một liên minh với Trung Quốc trong bối cảnh cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước. Nhưng một số người khác tỏ ra sẵn sàng cho Trung Quốc một cơ hội giữa lúc tổng thống nước họ đi thăm Bắc Kinh trong tuần này để thảo luận vấn đề viện trợ kinh tế cho quốc gia nghèo khó Philippines ở Đông Nam Á. Ông Duterte hôm 20 tháng 10 nói ông sẽ lèo lái đất nước tách xa ra Hoa Kỳ về cả phương diện quân sự lẫn kinh tế. Nhưng kết quả một cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Bất vụ lợi Social Weather Stations thực hiện trong tuần cho thấy là mức độ tin tưởng đối với Hoa Kỳ có lúc tăng tới mức cao nhất từ trước tới nay. 76% người dân Philippines đặt niềm tin vào Hoa Kỳ, trong khi chỉ có 22% tin tưởng vào Trung Quốc. Mỹ từng cai trị Philippines như một thuộc địa từ năm 1898 cho tới năm 1946. Nhiều người dân Philippines nói là họ vẫn cần tới sự giúp đỡ của Mỹ, cường quốc đứng đầu các nước Tây Phương, chống lại các thành phần nổi dậy Hồi giáo và chống tàu bè Trung Quốc lai vãng ngoài khơi bờ biển phía Tây Philippines. Người dân Philippines nói họ không tin tưởng vào các quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc vì cuộc tranh chấp lãnh hải giữa hai bên kéo dài đã 4 năm nay, xâm phạm lãnh hải ngoài khơi bờ biển phía Tây Philippines, nơi mà Manila tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Trường Sa. Cư dân tại một vùng nông thôn Hàn Quốc cực lực phản đối Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD trong khu vực của họ. Những biểu ngữ màu đỏ cắm dọc hai bên con đường dẫn vào câu lạc bộ Lotte Sky Hill ở quận Soju. Một số biểu ngữ ghi hàng chữ, chúng tôi phản đối THAAD và hãy đưa THAAD về nước Mỹ. Tháng trước, chính phủ Hàn Quốc chọn một sân golf tư nhân cách Seoul khoảng 220 km về hướng Nam làm địa điểm thiết đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, mà theo dự trù sẽ được đưa đến bán đảo Triều Tiên vào năm tới để bảo vệ cho Hàn Quốc trước mối đe dọa phi đạn đạn đạo từ Bắc Triều Tiên. Nhưng một số cư dân tại các làng xã quanh địa điểm này nói rằng họ sẽ không bao giờ cho phép vũ khí của Mỹ được lắp đặt tại khu vực của họ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã chứng minh rằng các hệ thống radar tương tự đã hoạt động tại nhiều nơi trên cả nước, nhưng hình như vẫn không làm cho cư dân ở Seoul cảm thấy an tâm. Một trận động đất mạnh đã xảy ra tại miền Tây Nhật Bản. Trận động đất đo được 6,6 độ Richter ở độ sâu 10 cây số xảy ra chiều ngày 21 tháng 10 giờ địa phương tại Tottori.
một tỉnh nằm bên biển Nhật Bản. Trận động đất tạo ra những rung chuyển mạnh và khiến cho hàng ngàn hộ bị mất điện. Chưa có báo cáo tức thì về thương vong hay thiệt hại vật chất. Các chuyên gia khí tượng nói không có nguy cơ xảy ra sóng thần. Tổng thống Mỹ Barack Obama nhắc lại lời kêu gọi thực hiện sứ mạng của Hoa Kỳ tới sao Hỏa mà ông đề xuất lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2010. Ông kêu gọi hợp tác với các công ty tư nhân để phát triển các phương tiện đưa con người lên xuống sao Hỏa trước những năm 2030. Trong khi đó, một số chuyên gia không gian trở lại với ý tưởng sử dụng mặt trăng như bước khởi đầu. Mời quý vị theo dõi. Kể từ sứ mệnh lên mặt trăng lần cuối, nửa thế kỷ trước, những người đam mê không gian đã bàn về một chuyến đi đến sao Hỏa. Nhưng nhà khoa học mặt trăng Paul Spudis nằm trong số những chuyên gia đặt câu hỏi về kế hoạch lên sao Hỏa sau năm 2030. Bất cứ chương trình nào mà có kết quả từ 20 đến 30 năm tới đều chết cứng ở Quốc hội, vì họ không giải quyết những vấn đề xa xôi như vậy. Họ chỉ giải quyết những vấn đề có mốc thời gian từ 2 đến 10 năm. Trong cuốn sách mới phát hành The Value of the Moon, ông Spurdis đưa ra trường hợp thiết lập một tiền đồn trên mặt trăng vốn tương đối gần với trái đất hơn. Chỉ mất 3 ngày đến mặt trăng và 3 ngày trở về. Hơn nữa, ông Spurdis nói NASA đã chứng minh rằng có nước trên các cực của mặt trăng. Chúng ta có năng lượng, có vật liệu, có thể sống trên mặt trăng, có thể chế tạo nhiên liệu tên lửa. Điện từ các tế bào năng lượng có thể sử dụng để tách các nguyên tố trong những phân tử nước. Lấy hydro và oxy bằng cách tách nước và phân ly với điện, sau đó cô đọng những khí này thành dung dịch. Đó là nhiên liệu hóa chất mạnh nhất chúng ta từng biết. Trong cuộc tập hợp gần đây của các nhà khoa học và người đam mê không gian tại Đại học Rice Houston, cựu phi hành gia NASA Leroy Shell cũng ủng hộ việc lên mặt trăng. Chúng ta có thể huấn luyện phi hành đoàn, không nhất thiết phi hành đoàn đầu tiên lên sao Hỏa là tân binh. Chúng ta có thể huấn luyện phi hành đoàn lên mặt trăng. Nhưng một số người đặt nghi vấn về ý tưởng sử dụng mặt trăng như một trạm tiếp nhiên liệu hóa học. Nếu nói về việc du hành lên sao Hỏa bằng động cơ hóa học có thể là đường cùng, chúng ta cần vận chuyển tốc độ cao. Nhưng nhà khoa học Paul Spurdis cho biết nhiên liệu hóa học đã được thử nghiệm kỹ lưỡng và có sẵn. Vấn đề cơ bản với rất nhiều các hệ thống động cơ tiên tiến, ví dụ các tên lửa plasma và đẩy nhiệt hạt nhân, là chúng đòi hỏi phải có những công nghệ mà chúng ta chưa có. Ông Spurdis cho biết robot có thể làm nhiều việc sơ bộ trên mặt trăng, khởi đầu với việc thử nghiệm nguồn nước. Nhưng trước khi kế hoạch có thể được thực hiện, Mỹ hoặc nước nào có chương trình không gian hoặc một công ty tư nhân nào đó sẽ phải cung cấp tiền để có thể bắt đầu. voatiengviet.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế, chính trị, đời sống xã hội, tình hình biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiengviet.com để học tiếng Anh. What do you think it means when people say this? Tương tác với blogger, tìm hiểu thế giới xung quanh. Đăng ký voatiengviet.com để được kết nối với thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.